Hello, xin chào đồng chí chị các bạn thân mến của Lê Minh. Mình đã quay trở lại Mỹ trong một thời gian dài ở quê nhà. Mình đã làm xong công việc và cũng có chút công việc cho nên đã quay trở lại Mỹ được mấy ngày. Thì hôm nay là mình live chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề xử. Tôi thấy trong nước hiện nay đang rất là ồn ào vì vấn đề mà môn xử đòi bỏ. Cái đó rất là nguy hại. Anh chị các bạn, ở một cái nước Mỹ này, nó là một cái đất nước đa văn hóa, nhưng mà cái vấn đề lịch sử của thằng Mỹ nó cũng khôn khéo lắm. Cho nên các bạn biết, những cái người mà muốn nhập quốc tịch Mỹ là phải hiểu về lịch sử. Còn nó dạy sử là ở từ lớp 3 cho tới lớp 6. Tôi nhớ lớp 3 tới lớp 6 thì phải, là nó dạy những cái đứa trẻ về lịch sử sơ bộ rồi. Và muốn tốt nghiệp ở phổ thông, gọi là trung cấp đó, phổ thông cơ sở mà hết cái high school đó, là cũng phải phải đậu cái môn mà lịch sử nữa. Rồi đi vào những cái ngành mà các bạn đi đến chuyên ngành đó, đi vào những cái chuyên ngành đó, một cái môn lịch sử nó cũng phải học qua nữa. Chứ không phải dở. Mà ở Việt Nam mấy ông nội lão thành ở bên cái bộ sử gì đó, bộ nghiên cứu giáo dục mà lại đòi bỏ sử, thì tôi thấy đó là một cái âm mưu rất là nguy hiểm. Tại vì cái lịch sử nó nói lên những gì mà tầng lớp cha ông và cái sự khai sinh của đất nước, và những cái hào hùng và những cái chiến công và những cái lịch sử nó đã từng đi qua, để những cái giới trẻ nó không hiểu được. Nhưng mà bỏ đi là chẳng khác nào mình là một cái dân tộc không có nguồn gốc gì. Các bạn thấy người Trung Quốc họ rất là hay, họ giáo dục dân của họ đi khắp năm châu bốn bể. Họ là một cái dân tộc sắc dân mà gọi đến Mỹ là sớm nhất trong tất cả các dân tộc khác, anh chị các bạn. Mà họ đi đâu cũng vậy, lịch sử nước nhà của họ họ luôn giữ trường tồn, bởi vì cái văn hóa lịch sử của người Trung Quốc. Các bạn thấy họ đi đến khắp thế giới, họ lập làng, lập những cái khu phố đô thị của họ, họ luôn luôn bày tỏ cái lịch sử và cái hào hùng của họ. Cho nên chính vì vậy mà họ, mà cái đất nước Trung Quốc họ trường tồn đến hôm nay, anh chị các bạn thấy. Mà lại có một số người họ đòi bỏ sử, thì tôi thấy đó là một cái sự gọi là mỹ dân, tìm cách để đặng mà để cho những cái thế hệ sau nó đi lạc lội, nó họ có những cái mưu đồ gì bất chính mới đòi bỏ sử thôi. Những cái thành phần mà ở trong nước, mấy cái lão thành, mấy ông lão đó, tôi thấy toàn là một nhóm người họ tự cho là trí thức, nhưng mà những cái suy nghĩ của họ rất là lệch lạc. Lúc thì đòi sửa sử, rồi bây giờ lại đòi bỏ sử. Lịch sử là phải học. Mình một người dân, một dân tộc, mình có nguồn có cội mà mình không biết sử, đó là một cái điều hết sức là nguy hại. Anh chị em các bạn thấy đó. Đấy, nói về người Trung Quốc, ngay cả người Nhật cũng vậy. Các bạn thấy lịch sử của họ, họ học suốt chứ không phải đâu. Có nhiều người nói tại sao tinh thần mà cách mạng tháng 8 thành công, họ những người đó họ đâu có học sử đâu, mà họ cũng yêu nước. Chàng ơi, cái hoàn cảnh lịch sử nó cũng là trong cái giai đoạn lịch sử, cái thời kỳ đó, những cái hoàn cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc, khi mình bị xâm lăng thì cái lòng yêu nước nó trỗi dậy. Nó cũng là một cái lịch sử, nếu mà mình không dạy là những thế hệ sau thì làm sao nó hiểu được. Các bạn thấy đó, bởi vì có nhiều người họ lệch lạc về vấn đề lịch sử. Tụi Mỹ này nó, các bạn biết, các bạn thấy vậy chứ, lịch sử nó dạy những cái đứa trẻ mà ở những lớp mầm là nó dạy bằng những cái hoạt hình, hay là nó dạy bằng những cái tranh ảnh, rồi tùy theo cái môi trường học tập bắt đầu nó dạy những cái đứa trẻ về lịch sử bằng nhiều cách. Đó là sự bảo tồn cái đa văn hóa của cái quốc gia mà như thằng Mỹ.
Còn ở những cái quốc gia mà người ta có văn hóa độc lập riêng riêng biệt, Trung Quốc các bạn cũng vậy, và người Nhật các bạn thấy tinh thần samurai của họ rất là cao, bởi vì nhờ cái họ hiểu được những cái lịch sử và những cái hệ sau đó họ tự hào, họ mới gìn giữ được đất nước của họ, và họ mới mới đứng lên rồi để xây dựng đất nước nó bền vững và trường tồn hơn. Chứ mà quốc gia mà nó kêu là đi học rồi cứ bỏ sử, không cần học sử, con nít hồi còn nhỏ mà không dạy nó thì lớn làm sao dạy, rất là khó. Nhỏ mà không học thì lớn mò sao ra, còn nhỏ mà không dạy cho nó biết lịch sử để hiểu về cái tổ quốc nguồn cội thì lớn nó trở thành những người vong quốc, và nó trở thành một con người giống như là sống lạc lõng, không có vô tổ quốc luôn. Nó ở đâu được thì nó muốn đi đâu nó đi, và nó sống nó sẽ ngoại lai. Khi mà một cái người họ có hiểu được lịch sử, họ sẽ giữ được nguồn cội tổ dân tộc của họ nó thanh cao hơn. Đó là một điều rất là hay. Và tại sao tôi lại có những con người rất là quái đản, họ là suy nghĩ là bỏ sử, tôi bó tay. Cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay có những con người họ suy nghĩ rất là kỳ cục, rất là tôi về tôi sống tôi thấy cái suy nghĩ những người, nhất là những người mà lão thành cách mạng, những người mà từng theo bác và đảng rồi già nua rồi bắt đầu có những cái mưu đồ rất là kỳ quặc, cái lối suy nghĩ của họ quái đản. Thì thôi thì lại mình xin dừng lại ở đây. Xin chào quý ông bà anh chị các bạn trong diễn đàn, hẹn like khác. Bye 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 bye.